Thì trước khi làm cái ngôi nhà này và gia đình cũng bàn bạc và nói chung là ông cũng lên mạng xem rất nhiều các cái mẫu nhà của Mark Home. Thì ông thấy là cái độ tin cậy cao, bởi vì bây giờ là trong cái môi trường sống bây giờ nó có nhiều cái nó hơi rối rắm, nó không bình thường. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu vực tầng 2. Ở nơi đây thì sẽ là showroom trưng bày tất cả các vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và thông thường thì chúng tôi sẽ dẫn quý vị đến thăm các công trình mà đã hoàn thiện đúng không? Tuy nhiên ngày hôm nay sẽ dẫn quý vị đến tìm hiểu một nội dung rất là đặc biệt khác. Đó chính là đi kiểm tra những cái phần tường móng đang xây rồi. Thì ngày hôm nay tham gia với chúng ta không chỉ là có Ngọc Huyền Đức Yên mà còn có giám đốc thi công, đó chính là anh Nguyễn Hữu Tùng nữa. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với mảnh đất Thường Tín Hà Nội nhé. Xin mời quý vị. Và bên cạnh tôi đây là chủ đầu tư công trình là ông Văn. Tên ông rất là đẹp. Và trong cái quá trình mà đội ngũ kỹ sư của chúng tôi tư vấn thiết kế công trình thì có thể nhận thấy là cái vẻ ngoài 3D nội thất của công trình cũng rất là đẹp như vậy. Thì hôm nay chúng cháu về đây để thăm công trình, thăm ông, cũng như là để mong muốn được ông chia sẻ thêm về trong quá trình chúng cháu làm việc thì có những cái vấn đề gì vướng mắc hay không, hay là cái sự chăm sóc nó có chu đáo tận tình hay không ạ? Báo cáo với các cháu này này, thì trước khi làm cái ngôi nhà này và gia đình cũng bàn bạc và nói chung là ông cũng lên mạng xem rất nhiều các cái mẫu nhà của Mark Home. Thì ông thấy là cái độ tin cậy cao, bởi vì bây giờ là trong cái môi trường sống bây giờ nó có nhiều cái nó hơi rối rắm, nó không bình thường. Cho nên mình phải có những cái thông tin nhất định để mà mình xác định được là mình có thể tin cậy được không. Thế và mình đã tin cậy rồi thì thôi, thì bắt đầu mình liên hệ với công ty và bắt đầu là từ đầu là làm thiết kế. Thế rồi thì đến làm thiết kế xong rồi thì thấy mọi sự là khá trôi chảy, nghĩa là cái đội ngũ kỹ sư và cái đội ngũ kiến trúc sư ở trên đó thì làm việc là rất chuyên nghiệp, và nói chung là cái phong cách lễ độ là rất là tuyệt vời. Dạ. Ông nói là như vậy thì là rất đáng khen. Dạ. Thì hai bên vẫn làm việc với nhau qua Zalo ấy, thì là về các cái hạng mục thiết kế thì là phần nào gia đình cần phải sửa hay là không sửa hay có ý kiến gì thì ở trên họ đều đáp ứng tốt cả. Thì ông trước tiên là cảm ơn ban giám đốc của Mark Home và tất cả anh em cán bộ nhân viên chức và những người tham gia trực tiếp vào công trình của ông, đây là ông rất là cảm ơn. Dạ, mà từ trước đến nay thì không có gì, kể cả đội ngũ anh em trực tiếp ở đây, như là cháu anh Tùng là giám đốc thi công, thế còn còn Minh thì là giám sát ở đây, thì nó cái sự giám sát nói chung là tinh thần là rất là tốt và nhiệt tình. Dạ. Thì ông chỉ có một cái lời như thế thôi, chứ cũng không có cái gì mà trong lòng có gì băn khoăn cả. Dạ. Nên là cái độ tin cậy càng ngày nó càng cao lên. Dạ. Mà ông cũng mong rằng là cái đội ngũ và cái cách tổ chức làm việc của Mark Home một ngày một hiện đại hơn và chuyên nghiệp hơn, để mà là sau này nó phát triển lớn lên nữa, và để bởi dân người ta tin được, người ta làm nhiều cái công trình mang tính gọi là như thế này, để tức là chọn gói đấy. À. Chứ còn thì thực ra trong dân chúng nói chuyện với Tùng nhiều lần rồi, là người ta cái độ tin cậy nó không cao lắm, người ta cứ sợ là cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia rườm rà, rồi thì là có cái chuyện bớt xén, rồi cái chuyện cắt xén, rồi thì làm những cái chuyện nó khuất tất. Thì thực chất là cái chuyện đó hiện nay nó cũng có nhiều cái công ty họ là
là đã làm ở đây cũng có nhiều người bị rồi, cho nên họ rất sợ nhà này làm là nhiều người, người ta nói ra nói vào là cũng mũi dùi cũng trọ chuyện là được, cũng nhiều vấn đề đấy. Dạ. Thế nhưng mà nói chung là mình quyết tâm thôi, bởi vì mình có những cái thông tin nhất định và mình thấy rằng là sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn. Thế dạ, thì ông chỉ có ý kiến thế thôi. Dạ. Cảm ơn các cháu. Dạ vâng ạ. Vậy thì với cái sự tin tưởng của ông thì cũng rất là may mắn, bởi vì là ông cũng đã hài lòng với cả cái sự chăm sóc của chúng cháu. Và về anh Tùng có hay về thăm ông không ông? Anh Tùng về luôn. Anh Tùng những cái công trình, những cái thời gian mà ví dụ như là hôm Đồng Thổ này thì cùng về để cùng ngồi với thầy để cùng tham gia và tất cả với mấy gia đình với lại không khí là rất là vui vẻ và thân mật chứ không có cái gì. Vâng ạ, chúng cháu cũng luôn luôn muốn như vậy đấy, là một công trình mà đã hoàn thiện xong hay là trong cái quá trình thi công là gia chủ, chủ nhà sẽ luôn luôn có cái tinh thần sẽ sảng khoái thoải mái nhất. Tức là có cái ấn tượng tốt, để lại những ấn tượng tốt mới là quan trọng. Dạ. Thế rồi thì gia chủ có ấn tượng tốt thì cũng là một trong những cái người mà là cộng tác viên để mà truyền thông, để mà quảng bá cho công ty. Dạ vâng ạ. Ông nghĩ là như vậy. Dạ vâng. Đúng không? Thì công ty một ngày một lớn lên và để cái độ tin cậy càng ngày càng cao và đi vào với mọi người dân để người ta hiểu được mình. Dạ vâng. Trong công việc và cái kết quả cuối cùng là vẫn là kết quả. Dạ. Thì cái đó là phải chờ cái kết quả như thế nào và người ta kiểm định cái kết quả như thế nào qua thời gian. Dạ, vâng ạ. Thì cái độ tin cậy càng ngày nó càng cao lên. Dạ. Cho nên chúng ta làm việc là bây giờ phải trong cái thời buổi bây giờ nó mang tính cạnh tranh rất là cao, cho nên là nếu mà chất lượng không cao thì sớm muộn thì chúng ta cũng không tồn tại được lâu, đúng không? Dạ, vâng. Thế cho người ta vẫn khen là gì? Tức là nếu mà như là cái công ty, các cái sản phẩm của người Nhật thì 20 năm, như người Đức là có thể 100 năm và hơn nữa. Tức là người Đức họ làm đến mức độ là chất lượng nó cao lên như thế. Mặc dù là cái giá của họ rất cao, giá thành của họ rất cao, thế nhưng mà người ta lại vẫn sử dụng được. Chứ cứ bảo là người Đức làm như thế nó quá đắt. Thế nhưng mà cái giá thành nó xứng đáng với cái thời gian sử dụng và cái kết quả sử dụng của người ta vẫn, người nước Đức nó vẫn giàu có như thường, là vì là người ta đảm bảo cái chất lượng cao. Mà bây giờ đi đến như người Nhật, Trung Quốc trước đây thì làm những cái đồ nó không dài hạn lắm, nhưng bây giờ bắt đầu họ đi vào cái chất lượng cao rồi. Trung Quốc cũng đã bắt đầu thay đổi, chứ không, vì mỗi thời điểm nó khác nhau. Nhau bây giờ nếu mà vẫn làm những cái xe máy như trước thì mình không bán ra được, đúng không? Vâng, vậy là mình cũng phải chuyển đổi. Đấy, phải thay đổi liên tục. Dạ, vâng ạ. Dạ, vâng, thế là rất tuyệt vời rồi. Vậy thì chúng cháu cũng xin chúc ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể trước hết là sử dụng công trình một cách thoải mái nhất này, và thứ hai là sẽ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống ạ. Vâng, thế thì cũng chúc các cháu công tác tốt, thế rồi thì là luôn luôn quan tâm đến tất cả những gia đình mà có những cái công trình của công ty, để cho mà hai bên giao lưu để thông cảm này, rồi cho nó cái tình thân nó tốt hơn. Dạ vâng ạ. Thế cháu cảm ơn ông ạ. Dạ vâng, nếu như mà có nhiều gì thì chúng cháu sẽ xin phép về thăm ông được nhiều lần. Vâng, cảm ơn nhiều. Còn bây giờ chúng cháu xin phép ra ngoài để chúng cháu đi tham quan. Đấy đang thực hiện ạ. Đúng rồi, thì xuống đây thì các cháu cứ hoạt động bình thường. Dạ vâng ạ. Theo gọi là tác nghiệp. Dạ vâng. Cháu cảm ơn ông. Bây giờ gọi là tác nghiệp, các cháu cứ tự nhiên nhá. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn ông ạ. Nước đi rồi ăn. Quý vị thân mến, và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển ra ngoài để khám phá về những cái phần kết cấu, những cái hạng mục mà đang thi công cho công trình nhé. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến ạ, ngày hôm nay thì anh em chúng tôi này thì sẽ về kiểm tra cho công trình của một vị chủ đầu tư, và công trình này thì đang trong quá trình xây dựng. Và đồng hành cùng với chúng tôi thì đó chính là anh Nguyễn Hữu Tùng ạ, giám đốc thi công của công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắc Hôm. Xin chào em, xin chào mọi người. Anh Tùng ơi, ngày hôm nay thì anh có thể bật mí cho quý vị khán giả là chúng ta sẽ về kiểm tra công trình của nhà ai không ạ? Chúng ta đang có mặt ở Thường Tín và chủ đầu tư là Bác Văn. Là Bác Văn đúng không ạ? Và quý vị thân mến ạ, ở ngay phía bên này thì chính là cái công trình của chúng ta đang xây dựng. Vậy thì cái công trình này không biết là hình khối xây dựng lên sẽ như thế nào ạ anh? Công trình có quy mô 2 tầng mái Nhật. Hiện tại là công trình đã hoàn thiện xong phần kết cấu bê tông móng và đang triển khai thi công tường móng. Các bác thợ đang đặt những viên gạch đầu tiên để thi công tường móng.
Thế có nghĩa là bây giờ là mình sẽ thi công tường móng, xong bắt đầu là sẽ dần dần sẽ cao lên đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì cái kết cấu công trình này thì không biết là sử dụng móng gì vậy anh? Công trình sử dụng kết cấu móng băng. Móng băng đúng không ạ? Và đối với một cái công trình mà thực sự em có thể đoán được rằng là cái nền đất ở công trình này nó cũng khá là cứng chắc đi đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên là chỉ cần là với lại cái đối với công trình mái nhật hai tầng như thế này thì cần móng băng thôi là đã đủ rồi. Đúng rồi. Dạ. Với những công trình có lịch sử nền đất là đất thổ cư cũng như qua khảo sát là nền đất tốt thì hệ kết cấu móng sẽ là hệ kết cấu móng băng. Sẽ được đảm bảo tối ưu về mặt chi phí cũng như chịu tải của công trình. À, dạ vâng. Hệ tường móng đây sử dụng tường 200. 200 có nghĩa là tường dày 220mm và sử dụng gạch là gạch đặc chứ không thể sử dụng gạch lỗ. Gạch đặc xây tường móng để chịu lực từ dầm móng đè xuống. Thế vậy còn cái gạch lỗ thì sẽ sử dụng ở đâu anh? Gạch lỗ thì có tác dụng là xây ở vị trí ngăn phòng. Nó tác dụng là sẽ thông gió, cách âm tốt cũng như tải nhẹ lên kết cấu công trình. Vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta xây tường móng như thế này thì có cái vấn đề gì cần lưu ý không anh? Trước tiên thì lưu ý nhất ở cái phần định vị tường móng thì các bác đã căng chỉ để định vị được 2 mét tường móng, sau đó là đặt gạch để xây tường. Xây thì cần lưu ý là lớp vữa thì độ dày là từ 1 phân cho đến 1.5 phân. Và gạch thì các lớp vữa xen gạch thì cần phải đầy chắc. Còn đây thì sẽ là cái phần sắt. Sắt đây cũng là sử dụng sắt gì vậy anh? Hiện tại công trình được sử dụng sắt Việt Úc. Việt Úc? Dạ. Thì trong trên thị trường thì có loại sắt nào thì hiện tại bên chúng ta đang sử dụng nhiều nhất anh? Sắt được các chủ nhà ưa dùng nhất thì đó là sắt Hòa Phát ở Việt Úc. Trên thị trường nó đã chiếm thị phần số 1 Việt Nam. Dạ. Bình thường anh cũng rất thường xuyên đảo qua các công trình để kiểm tra, thứ nhất là vận hành của công trình. Dạ. Thứ hai là kỹ thuật thi công của công trình. Và thứ ba là mình lắng nghe ý kiến của chủ nhà. Xem là chủ nhà có gì đóng góp, có cần lưu ý gì không thì từ đó mình sẽ cải thiện hoặc là phát huy những cái gì mình tốt. Thì em có một số cái câu hỏi mà nó liên quan vấn đề về thi công chọn gói đấy anh. Thì như căn nhà này thì gia chủ của chúng ta là vừa thiết kế về thi công chọn gói luôn đấy ạ. Thì trong cái quá trình mà chúng ta thi công chọn gói ấy thì em thấy rằng là cái đội thợ thì không biết là ăn ở đâu, và không biết là gia chủ của chúng ta thì có phải mất cái chi phí dành cho đội thợ ăn uống hàng ngày hay không? Đối với bố trí ăn ở của đội thợ thì công ty sẽ bố trí các ba thợ ở thuê trọ tại gần nhất của công trình để làm sao khi thuê trọ thì phòng ốc sạch sẽ, đảm bảo việc vệ sinh cũng như nghỉ ngơi của các ba thợ, và sau một ngày làm việc thì sau đó thì các ba thợ sẽ có sức khỏe để tiếp tục công việc hôm sau. Thay vì dựng lán trại thì sẽ rất vất vả cũng như là nắng mưa không đảm bảo, thì công ty luôn luôn ưu tiên là thuê trọ để các bác ăn ở được sạch sẽ nhất, đảm bảo nhất. Và cái chi phí này thì nó là nằm trong chi phí chọn gói của hợp đồng rồi, gia chủ sẽ không phải phát sinh thêm. Có nghĩa là gia chủ sẽ không phải đau đầu là hàng ngày là phải mua cái thợ, mua đúng cái rồi, thợ đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Và bên cạnh đó thì cho em hỏi một chút nhá. Không biết là thì em thấy rằng là mỗi một công trình ấy thì anh sẽ đều có một cái chỉ huy giám sát chính riêng đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái giám sát đó thì cũng ở tại công trình chứ anh? Mỗi công trình thì anh sẽ bố trí một giám sát để luôn thường trực 24/24 giải quyết những công việc cấp bách cũng như là thường xuyên cập nhật giám sát kiểm tra chất lượng của công trình. Thì giám sát thì luôn có mặt tại công trình bất cứ thời điểm nào. Vậy thì nếu như mà trong một quá trình mà gia chủ muốn kiểm tra công trình này thì sẽ như thế nào anh? Thì đầu tiên là trước quy trình làm việc đó là trước khi đưa vào thi công công trình thì đầu tiên là vật liệu đưa vào thi công công trình thì giám sát sẽ báo chủ nhà để nghiệm thu vật liệu đầu vào, từ kiểm tra xem vật liệu đó có đúng với dự toán, có đúng với hợp đồng và đúng với yêu cầu của chủ nhà hay không. Khi chủ nhà yêu cầu, khi nhà đã nghiệm thu chính xác thì bắt đầu đưa vào vật tư vào sử dụng. Và mỗi hạng mục của công trình sau khi hoàn trong quá trình thi công thì cũng có sự giám sát của chủ nhà. Chủ nhà có quyền được giám sát mọi lúc mọi nơi, và sau quá trình thi công hoàn thành
thì giám sát sẽ báo cáo chủ nhà để làm biên bản nghiệm thu, xác nhận khối lượng cũng như chất lượng hoàn thành của công việc. Dạ. À, vậy thì em cũng có một cái thắc mắc rằng đối với lại những cái gia chủ mà có thể là ở gần đi hoặc ngay tại công trình đi, có thể là thi thoảng rồi lại ghé qua công trình để kiểm tra, nhưng mà đối với những khách hàng mà như ở nước ngoài người ta ở rất là xa ấy, người ta tin tưởng là giao toàn bộ mọi cái quyền cho công ty, vậy thì người ta muốn nó giám sát thì nó sẽ như thế nào? Trước tiên là trên tinh thần sự tin tưởng của chủ nhà, đội ngũ thi công cũng như công ty luôn thi công một cách minh bạch. Dạ. Cũng như là chủ động. Và ngoài ra thì với những chủ nhà ở xa như là bận rộn cũng như ở nước ngoài thì hoàn toàn có thể giám sát từ xa bằng qua hệ thống camera đã được lắp đặt ở trên công trình. Dạ. Thì chủ nhà từ xa sẽ nắm bắt được hôm nay đang thi công hạng mục gì, các hạng mục diễn ra ra sao. Và Ngọc Huyền còn biết là hình như là hàng ngày sau khi mà làm xong được hạng mục thì bên mình sẽ có như là chụp ảnh lại và gửi lên trên một cái nhóm Zalo chung đúng không ạ? Đúng rồi. Ngoài việc trao đổi trực tiếp với chủ nhà, ngoài việc chủ nhà theo dõi camera thì sẽ có một nhóm làm việc trên Zalo chung. Nhóm đó thì sẽ gồm các công việc, báo cáo công việc thi công hàng ngày, cũng như trao đổi tư vấn những gì cần hoặc là lưu ý trong quá trình thi công với chủ nhà. Và quay trở lại công trình ngày hôm nay đi, thì không Ngọc Huyền thấy được rằng là đây là một cái công trình mà nhà máy Nhật 2 tầng mà được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển nữa. Vậy thì có một cái câu hỏi đó là cái công trình này không biết là cái tổng giá trị đầu tư mà gia chủ đầu tư công trình này bao nhiêu? Tổng giá trị đầu tư ở công trình này là 1,5 tỷ đồng. 1,5 tỷ đồng cho một cái công trình mà nhà máy Nhật 2 tầng Tân cổ điển như này. Diện tích khoảng tầm bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Diện tích là 210 mét vuông. À, 210 mét vuông nha quý vị. Một cái mức giá khá là phải chăng đúng không ạ? Vậy thì có thể thấy được rằng là cái việc mà thi công chọn gói ấy, so với quý vị là khách hàng mà tự thi công thì nó không có hề chênh lệch nhiều đâu. Và có thậm chí có khi lại còn rẻ hơn nữa đúng không ạ? Bởi vì là những cái vật tư, vật liệu mà chúng tôi mang vào công trình ấy thì cũng có một số cái phần là do công ty tự sản xuất đấy đúng không ạ? Nên là cái giá thành của nó thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Và quý vị khán giả thì sẽ được là lấy được trực tiếp cái giá gốc từ công ty. Quý vị thân mến ạ, và đây thì chính là cái hình hài công trình của chúng ta, một cái công trình nhà máy Nhật 2 tầng theo phong cách Tân cổ điển. Và căn nhà này ạ, thì chỉ có giá trị là 1,5 tỷ đồng thôi nha quý vị. Thực sự là một cái mức giá mà rất là khó tin đúng không? Còn đây là thi công chọn gói nữa, vừa rẻ mà lại vừa đẹp như thế này. Thì tại sao mà chúng ta lại không lựa chọn đúng không em ạ? Còn đây thì chính là giám đốc thi công của chúng tôi nhá, người trực tiếp này, chỉ đạo này, giám sát công trình này này, đó, một người mà có thể nắm rõ được toàn bộ những cái chi phí và làm việc trực tiếp với chủ nhà nha quý vị, có thể hoàn toàn yên tâm. Và nếu như mà quý vị nào mà đang có cái nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói cho công trình của mình ấy thì có thể là liên hệ ngay tới các số hotline của chúng tôi ở dưới khu vực này ạ. 096 này 445 8888 hoặc là 0828 133333 nha quý vị. Quý vị thân mến ạ, vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã cùng nhau này giới thiệu cho quý vị toàn bộ công trình của chủ đầu tư, đó chính là chú Đoàn Thành Văn ạ. Địa chỉ ở đây thì sẽ là Thường Tín, Hà Nội nha quý vị. Và như tôi vừa nói ạ, quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công chọn gói thì liên hệ ngay với công ty của chúng tôi nhé. Và bây giờ thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số tiếp theo.